tại thì Bibi Monkey đang rất là khỏe. Tại Bibi mình đồng hành kêu ra mà Bibi cao hơn 40 cm. Và hiện tại Bibi đang sống rất là khỏe. Thì bố cũng rất là buồn khi có một số khán giả và một số người tin đồn thất thiệt với Bibi là Bibi đã đai, đã chết. Tuy nhiên thì hiện tại thì bố làm cái video này để cho mọi người biết được là hiện tại thì Bibi đang sống rất là khỏe. Đây, Bibi đang ngủ rất là ngon này. Đấy, thì mọi người có thể là truyền thông điệp giúp bố là Bibi đang sống rất khỏe mạnh và đang rất là bình thường. Thì thời gian gần đây thì có rất nhiều khán giả cũng đã gọi trực tiếp cho Bibi và nói chuyện với Bibi. Thì ở rất nhiều nơi trên thế giới, như ở Anh thì có Dina, ở Mỹ thì ở Đức cũng có, ở Mỹ cũng có, ở Nhật cũng có rất nhiều khán giả ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng đã gọi video cho Bibi. Thì qua đây cũng xin cảm ơn tình cảm và tình yêu chân thành đến từ các bạn trong thời gian vừa qua đã yêu quý Bibi và gia đình của tôi. Hiện tại thì tôi đang rất là vui vì khi được sự đón nhận từ các bạn rất là đông đảo trên thế giới. Thì tuy nhiên hiện tại thì đấy, bố và Bibi hơi buồn bởi vì là nhiều tin đồn nó rất là ác ý, đồn Bibi đã chết, đấy là Bibi không còn này nọ kia đấy. Có một số trong đấy có một số bạn khán giả cũng cứ hỏi về Bibi đã chết rồi hay chưa này nọ kia đấy, nhưng mà bằng video này cũng confirm lại với mọi người là Bibi đang rất khỏe mạnh á. Thì hiện nay thì Bibi đang ngủ đây, Bibi đang ngủ rất ngoan trên người bố đây. Đấy, Bibi rất là bình thường mọi người nhé. Đấy, mọi người xem này, Bibi này, Bibi rất bình thường nhé. Bibi ngủ rất là ngoan. Bibi ngủ rất là ngoan mọi người nhé. Thì hiện tại thì bằng cái video này bố muốn xác nhận với mọi người rằng là tất cả những trang Facebook hiện tại là gần như là đang những trang Facebook về Bibi ấy, lấy hình ảnh của Bibi là những trang giả mạo hết. Bibi chỉ có duy nhất một kênh trang Facebook là Bibi Monkey 16. Thì sẽ có cái đường link, mình sẽ gửi luôn đường link lên trên này cho các bạn xem. Đấy là một Facebook duy nhất nhé. Còn lại tất cả những trang Facebook giả mạo khác là xin mọi người đừng bị nhầm tưởng. Tại vì là họ đã cố tình lợi dụng cái hình ảnh của Bibi, ăn cắp hình ảnh của Bibi và bố để làm mục đích xấu. Và trong các cái video họ đấy, họ còn nhập ra các hội nhóm trên Facebook ấy, hội nhóm kín để nhằm kêu gọi tiền này đó kia. Nhưng mà bố bằng nhau nói với mọi người rằng bố chưa bao giờ lập một hội nhóm nào để kêu gọi xin tiền hay là để nhằm mục đích nào đấy, nó không tốt. Cho nên là bằng video này bố xin mọi người là mình xin mọi người là đồng cảm và chia sẻ với bố cũng như là bảo vệ Bibi, hình ảnh của Bibi. Chứ mọi người cứ lấy cắp video của Bibi, hình ảnh Bibi để nhằm mục đích rất là xấu. Nên đã có rất nhiều khán giả đã chuyển tiền cho họ và đấy là một điều rất là buồn. Thì hiện mọi người có thể yêu cầu họ gọi trực tiếp cho họ, nếu họ có Bibi thật đấy thì họ sẽ gặp và có gặp vào tôi. Chứ hiện tại đây giờ nhiều người cứ mạo danh, nhưng tôi không hiểu tại sao mọi người tin được. Cho nên là bằng video này tôi muốn xác nhận rằng Bibi đang sống rất là khỏe mạnh. Đấy, hôm nay Bibi cũng đã ngủ rất là ngon đây. Nên mọi người hãy tin tưởng và nói chung Bibi đang khỏe mạnh. Còn mình sẽ xin phép một số khán giả mình sẽ quay cái video cuộc gọi giữa bố với Bibi với khán giả
thì video đấy mình quay lại màn hình. Và những cái video đấy thì hiện tại thì mình đã xin phép khán giả là mình sẽ chèn những đoạn video này vào trong cái video này, thì hy vọng mọi người hiểu khi vi truyền cái thông điệp được khi vi đang phản mạnh và không muốn là gì. Tôi hy vọng là thời gian tới thì mọi người sẽ yêu quý và xem vi nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, tin tưởng và yêu quý vi. Xin chúc mọi người là luôn mạnh khỏe, bình an. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hello, hello Divina. Hello. How are you? How are you? Okay, you hospital. Yeah, I work. Hey, hello, Lina, hello. Eat, did you? Yeah. Oh, this dress is so beautiful. New dress. Yeah. New dress. Maybe very handsome. Be very handsome. Yeah. Be very beautiful. Yeah. We had lunch. Eat fruits. And the ring meal, okay? Me? Hello, Dina. Lan going to work somewhere. Next time Lan go to work. Bibi and family, why Dina go to Vietnam next year, okay? Yeah. Yes, I'm coming to see you, Baba. Okay. I can't wait to see Bibi and hug you. Yeah? Ooh. Yeah. Bibi could enjoy Daddy home. Yeah. Up and down. Well, up, down. Very good. Yes. Yeah, Bibi are very fast. Yes, Bibi is different. Yeah. Bibi is like a human boy. Yeah. He doesn't like a monkey boy, no. Yeah. He's like a human boy. Yes. Yes. Yeah. You were lucky to have him, actually. That is lucky to have your family. Yeah. Be lucky to have your family. Thank you. Yeah. You can make a conference call. Conference call, yes. Yeah. But Rosanna loves Bibi so much, yeah. Yeah. Rosanna? Yeah. Yeah, Janan, I know Janan, I know Roots, yeah. I know Rusa, I know Selin Frank, I know everyone, I remember everyone. Bibi, Bibi con Sandy Franklin. Bibi, look up, yeah. Bibi, I want to come to Vietnam. Yeah, when? When? 2024. Yeah. Next year. You can visit my family, Bibi. I have an invite. Okay? I will and Bibi wait for you. Okay.
One year. Yes. Okay. Thank you. Yeah. Vietnam is beautiful. BB, Vietnam beautiful. Yeah. Oh, BB sleep. Oh. BB sleep. Baby. Oh, BB. Oh. BB sleep. BB yeah. Have a new clothes. Yeah. Very handsome. BB very handsome. Very handsome. Very handsome. Yes. Yeah. I do work yes. Every day. I take care Suka and Chip. Okay. I like cooking. Love BB and family. Yeah. Thank you. Your family welcome to America too. Okay. Welcome. And go see Messi in Miami. Okay, Miami. Oh, Messi. Okay. I love Messi. Yeah. I fan Messi. You live in Miami? Yes. Yeah, okay. Yeah. I think if you free time you call BB every day. Okay. Yeah. Thank you. BB don't like talk when sleep. When he sleep. Okay. Goodbye. Okay. Goodbye. Yeah, I want BB sleep well. Okay. I can call you later. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. BB. Yeah. Okay. Bye-bye. I'm Marlene. My name Quan. Hi, Bibi. 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 Say hello. Wow. Hello, Bibi. Love you. Bibi. Bibi. Have a dinner. Bibi. 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 Baby wants to sleep. Yes. See the mafia. Hello. Hello, baby. Baby, love you. Thank you. Baby. Okay, bye bye, baby. I want to see you only. Bye bye. Okay, goodbye. See you again later. Bye. Yeah, see you on the next video. Bye bye, baby. Love you. Thank you very much. Yes. Bye. Love you. Okay, Dad. Thank you very much. Yes. Bye. Thank you. Bye. Goodbye. Bye. I thought, oh my gosh, I want to know that he's okay. Thank you. Bibi, I love you. Bibi. Now, Bibi, ngồi dậy nào. Right. Say hello đi. Bibi, say hello. Oh, I love you. Thank you for calling me. I appreciate it. Oh my goodness. I see Mikon. I call you now. Yes. Okay. Yes. Where are you? I'm in North Carolina, United States. United States, yeah? Yes. 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 And I just love him. I'm addicted to every video you put on. Yes. How old are you? I'm 60. 60? Yeah. 60. Yo. Yes. Yeah. And I love BB. I love BB so much. Thank you. I really appreciate all your videos and all your work. Yes. Thank you very much. And BB, I will let you go and do your playtime. You can see BB every day if you want. Oh,
okay? Okay, no problem. Okay. Yes. I won't bother you? Yes. Oh, okay. I would love to do that. Yes. You here, BB. Thank you so much. Yes. Thank you for calling me. Thank you. Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Goodbye. See you again later. Okay, bye-bye. Bye-bye, be bye now. Bye now, be there, đứng đây. Bye-bye. 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 Say bye-bye.